Hi, xin chào các bạn. Hôm nay thì quay trở lại với cô dì ba. Thì nay là thứ tư. Hiện tại thì dì ba vừa có ra thôi. Bên kia thì có dì bảy. Có dì bảy hôm nay chạy qua phụ bán cua với dì ba. Cua to dữ chị ba. Cua này gần nửa ký gì ba? Nửa ký. Nửa ký à? Con này mới ngon nè. Cái này là nóng cốm luôn á. Dạ. Ồ. Quá đã. Cái này là cái gì? Cái mà hôm nay thì cô dì ba cũng bán cũng khá là chậm các bạn. Hôm nay thì dì ba bán bao nhiêu đây các bạn? Mắm này bán được không dì ba? Lấy dai con. Lấy dai hả? Lấy dai là được rồi đúng không? Ừ. Dạ. Cần lấy dai là được rồi. Ok. Cua này cũng muốn nửa ký luôn á. Tự ghê. Cua vừa ra nóng hổi à. Đây là hai người khách đến từ Cali về Cali Mỹ. Khách của dì ba dạo gần đây thì khách Việt Kiều mua cũng khá là đông các bạn. Hai anh chị này thì đã đặt cua trước rồi nhưng mà lại lấy thì thấy cua khá là ngon nên mua thêm. Anh chị mua hai bịch, một bịch cua gạch và một bịch cua thịt. Chào hàng quý, mang thêm mấy bịch chanh. Chào anh Phương Quang nha, cảm ơn anh. Chanh. À, 2.529.000. Rồi chào anh Hàn Quốc nha. Lấy thêm chanh đó chị, thêm chanh đi. Không cần chanh đâu, muối cũng được. Muối. Chào cô Lan Nguyễn, cảm ơn cô. Ủa chị nhà lấy muối rồi sao vậy bà? À, ra chợ mua muối hả? À, ra chợ mua muối rồi làm luôn ở chợ. Chợ nào vậy ba? Chợ Hòa Bình hả? Chợ Hòa Bình trên đường Nguyễn Trãi quẹo vô đúng không? Chợ Hòa Bình. Dạ.
đi chợ đó thì mua đó, rồi có cái chợ đó luôn. Là gì ba mua muối rồi làm ở đó luôn. Rồi chỉ mình ta chọn, mình chọn. Dạ. Dì ba bây giờ bắt xe ôm chạy ra chợ Hòa Bình để làm muối. Ok, dì ba bắt xe ôm đi rồi. Còn cô ở đây thì chị Nhung bán thôi. Dì ba mới đi ra chợ Hòa Bình để mua muối về nè các bạn. Chắc là dì ba mang về đây để làm muối. Dì ba thì bây giờ sẽ làm muối. Tại vì hôm qua dì ba không có làm, hôm nay mới chạy ra đây làm nè các bạn. Rồi đây mang đi. Rồi kỳ á cái người.
cơm các bạn. Chào chào đoàn viên. Chị ra tin nhắn. Thôi cũng có khá là mềm luôn á. Cái này cho người bệnh đang á, thăm bà cụ cho bệnh viện cho nó ăn. Dạ, là D7 đó, con có thể ra hẹn có thì có người già nó ăn được. Đó thì chị mua cho người bệnh tụ. Dạ. Có. Dạ là hai bệnh của con, hai bệnh. Hai bệnh. Hai cái bồ cuối đi. Chắc chùm con cái chanh hỏi cho cái bệnh bây giờ mê tại vô bệnh viện không? Có đồ. À, chị này mua có nửa ký á chị ạ. À, ký máy đúng rồi. Mua ký máy của cóm để mang vô bệnh viện cho người già ăn. Tại vì của cóm mềm á các bạn. Của cóm mềm mà người già ăn mới được. À, hơn ký thì chiều mấy, chiều mốt đồ nãy tao mua đồ ở trong shop này.
cháu dì ba đó có anh ơi. Trời ơi. Con nóng lộn vô cái bị cái gì vậy? Xíu mà không lên. Hai con hả? Hai chục con cũng lại hả? Thôi. Hôm nay cô khá là bự.